Ok, chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Huỳnh. Thì hôm nay mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn về thực hiện một challenge là thử thách. Đó là mình sẽ quay liên tục 10 phút và như là một cái livestream và có thể hạn chế cắt ghép tới mức ngắn nhất để mình hoàn thành clip, coi thử bao lâu là nó sẽ xong. Ok, bây giờ mình bắt đầu nha. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ đi làm với cái chủ đề là khu đồ chơi cho em bé, khu đồ chơi cho con nít. Đây, đây là những team mà sẽ tới cái hàng này. Các bạn thấy không? Cái khẩu súng của nó nè. Đã không? Mình gắn đạn vào, mình gắn những viên đạn banh á, những viên đạn banh vô đây. Rồi các bạn bắn nó. Đồ chơi nít thì đa số là rất là nhiều màu sắc. Cái này hình như không phải là cho con nít bạn ơi. Cái này là cho con chó. Đây là cho con chó. Đây có những cục xương nè. Đây, mình đang đứng rồi nên mình chơi luôn. Rồi tiếp tục nha. Đó, đây là những cái sợi dây nè. Đây là những cái sợi dây cho mấy con chó đó nó cầm nó chơi nè. Cái cục nè. Mấy con chó mà lại ngứa răng á, nó lần lớn nó ngứa răng á thì cho nó chơi những cái cục này. Cho nó ngậm. Đây chúng ta qua chỗ nít rồi đây. Đây. Đây để cho có ghế cho những cái em bé ngồi chơi nè. Banh nè. Rất là thích luôn đúng không? Đây. Đây là mấy cái máy bay trực thăng drone. Nhìn rất là đã. Con này là 30 đồng. Là ai mà mới tập bay bắt đầu chơi trong nhà và chuẩn bị là chơi drone lớn á thì nên mua những cái con này về chơi thử để cho mình quen, rồi sau này mình mua những con drone lớn để mình bay với phim. Đây là xe, những cái xe vượt địa hình này. Đây coi, đây là hình xe con ong rất là to nè. Lúc nhỏ của mình á là dì của mình á hay là cậu của mình mua những cái chiếc này á, có tàu rồi, giá 40 đồng. Thì hiện tại là mình đang làm về những cái shipping hàng nên mình cũng phải sưu tập những cái này để mình quảng cáo cho khách hàng biết. Nó có điều khiển từ xe nè, xe mini nè. Nếu các em bé chơi thì rất là hợp lý. Hồi nhỏ nói thật á, mình mà có một chiếc xe như thế này là mình gọi là mình hạnh phúc mừng hết lớn luôn. Rồi bên này mới dữ hơn nè. Đây là cái súng đồ chơi của Mỹ nè, mà nó có đạn. Nó đạn là cái đầu này là nhựa dẻo, còn ở đây á là cái thanh, còn ở đây là cái thanh gọi là thanh mút á, bắn viên đạn bay rất là nhanh nha, nhưng mà nó không gây sát thương nhiều. Đây là cái hình là chơi này. Còn đây là chắc là mở cái xe lên cho nó chạy. Đây, cái đây cũng là khi mình học lớp 6, lớp 7 á, là mình ước mơ mình có một chiếc xe này nè. Mình thấy những cái bạn ở trong nhà của mình á, trong mùa sớm của mình á chơi, mình quá thích. Nhưng mà lúc đó mình cũng có đi xuống mua, nhưng mà vì mình quá nhỏ con nên mình chơi những chiếc xe này không được. Lúc đó mình đã hơi rưng rưng nước mắt của mình khóc. Và giá của chiếc này là 30 đồng, 32 đồng, nè 30 đồng. Khi mà bạn dẫn những em bé, em nít vô đây thì thích lắm. Đây là mô hình đồ chơi, chỉ ở khoảng 5 đồng thôi. Đây cũng là đạn nè, đây là đạn tròn nè. Đây cũng là viên luôn, đạn luôn. Súng nhỏ hơn, súng cho em bé chơi, còn kia là người lớn chơi. Đây là về khủng long. Khu này là chắc là đây của chơi các bé gái. Đây, có gấu bông này, rất là nhìn rất là thích đúng không? Mình nhìn mình cũng thích nữa, nó chỉ là con nít. Chỗ đây cũng rất thích, người lớn cũng vậy nha. Đây có một chiếc của Transformer, chiếc của Bumblebee nè.
Bên đây là cái xe, tập những cái xe nhỏ nhỏ này. Nhỏ thì mình cũng được mua cho những cái xe như thế này, mình rất là thích. Đây là đồ chơi lớn hơn. Nguyên cái này luôn là 20 đồng nè. Đây, mô hình tăng cũng là mô hình luôn hay sao á. Ồ, rất là đã ha, nhìn nè, quá đã luôn. Cháu mình á, mình có đứa cháu trai một đứa cháu gái, thì lúc nào về cũng kêu mua đồ chơi, mua đồ chơi hết á. Phải mua những cái mô hình xe này nữa. Nếu mà bạn mà sưu tập những mô hình xe này á, rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn á. Nếu mà mình sưu tập nhiều xong mình có cái chỗ để nhìn đó, cũng là cho các bé gái. Đây có hung nè, có Avenger này, hung nè. Đây là những anh hùng Avenger. Có người nữa. Giá khoảng 9 đồng một con. Rất là nhiều luôn ha. Bên đây thì đa số là mô hình của Pokemon. Đây cái Pokemon, có những cái con Pokemon đó nè. Đây cũng là một loại súng mà mình súng đây anh này chơi này, thấy không? Đây là những cái mô hình về mình ráp rồi xong bắt đầu cái này là Lego nè. Mình ráp xong mình chơi, mình không biết là mình không có coi này nhiều nên mình không có rành là tại sao là rất là nhiều người thích những cái Lego này. Mình cũng không biết mà thấy những bạn nhỏ ở Mỹ á, thích chơi cái này lắm, mà mình cũng không biết cái sự mà hay thu hút của nó là gì nên cũng không biết. Chắc là tại vì những nó có nhiều cái dạng kiểu chi tiết rồi, nó có chứ mà nó có nhiều hình thù á, màu sắc á, nên là được rất được ưa chuộng. Đó, cái này là ráp nè, ráp xe nè. Đây cũng Lego luôn nhưng mà mô hình to hơn. Ủa, rất là to luôn. Này là 120 đô á, mình nghĩ là rất là nhiều đồ chơi trong đây luôn, nguyên một cái máy bay luôn nè. Đây là Lego dành cho các bạn nữ, hầu như là chỗ này là Lego không á mọi người. Đó, còn nguyên cái tàu vũ trụ là 72 đồng nữa. Đây là cái xe khám phá thế giới nè, rất là nhiều luôn, Star Wars luôn. Mình nghĩ là cái Lego này mình tới Disneyland á thì nó có rất là nhiều luôn, nên mình nghĩ là nó rất là nổi tiếng ở Mỹ. Bạn coi nó đầu tư cái súng nè, cái đây là súng bắn nước nè, giá là 10 đồng à. Còn đây cũng bắn nước. À, khu này là súng bắn nước, nhìn rất là lớn luôn. Nguyên cây luôn. Ghê không? Bắn ra khoảng 5 tia. Bắn ra 5 tia luôn. Súng bắn nước nè, giá 17 đồng. Nếu mà ai mà có muốn mua thì cứ liên hệ mình, mình sẽ đem hết cái nước Mỹ về cho các bạn. Con này là cái gì đây? Ở đây, con này là bong bóng. Mình đổ nước bong bóng vô xong mình bắn ra là nó ra cái bong bóng. Bên đây thì những cái bán những cái game. Đây là bán bài nè. Giá là 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng, 6 đồng, có hết Uno rồi. Chơi những cái trò chơi mà giết thời gian á, ở những quán cà phê á. Đó, bán rất là nhiều. Có Rubik nè. Rất là nhiều. Đó, Marvel. Đây là xếp hình hay sao đó. Cái này hình như là những cái game xếp hình. Rất là nhiều đúng không? Quá nhiều luôn. Đây
Đây là MP mới chính thức là khu súng đạn nè. Đó, những khẩu súng nè, thấy nhìn nè, đạn đó nè. Thích không? Nhìn là quá thích luôn á. Kiếm mà kiếm server luôn nè. Những khẩu súng này chỉ có 18 đồng. Nhỏ hơn 4 đồng, đạn á thì là 7 đồng. Này súng nhìn đẹp không? Này gắn một lần là 1 2 3 4 5 6 7. Gắn được 8 viên nha. Một khẩu súng này gắn 8 viên, đây là bán đạn nè. Đạn nè. Giá là 12 đồng. Đây là hai khẩu nè. Coi cầm hai khẩu chơi nè. Có hình nè. À, nãy giờ mình đang đi kiếm khu súng đạn nè. Còn có nỏ luôn nè. Mình gắn cái gắn đạn ở đây xong gắn cái viên đạn ở đây sẽ bắn như là bắn nỏ luôn. Rất là nhiều thể loại. Giá của nó là khoảng 20 đồng. Nè. Có con đạn nè. Là bạn cầm như là như bắn liên thanh luôn đó. Có phần đạn rồi gắn đạn, cái gì làm cũng được hết. Này, khẩu này là khẩu bắn tỉa nè. Khiếp chưa? Rồi cái này là cái gì đây? Này, quả đại. Đó, 16 đồng. Có hộp nhìn rất là chuyên nghiệp ha. Khẩu to nè, khẩu súng nó bự nè. Khỏi tay mình nó không lẽ gì. Những khẩu mình lớn này nằm ở dưới. Khẩu này là thấy dữ dằn nè. Ồ khẩu này rất lớn luôn mọi người. 25 đô. Ồ nhìn đã ha. Cái này mình trên YouTube mình đã thấy một anh đó là cái kiểu súng này, cái mẫu súng này á là có được quay và chơi trên quay lại chơi trên YouTube. Cái clip đó rất là hay. Thì mọi người có thể coi cái kênh của anh Devin Supertrap. Ảnh quay những cái quảng cáo rất là hay. Nhìn rất là thích luôn, chỉ có 7 đồng thôi là 150 tiền Việt Nam thôi. Nhưng mà cái loại cái này á, thì nếu mà ship về á, thì nó chắc là mình nghĩ là nó sẽ tốt diện tích. Giá thì không bao nhiêu nhưng mà tốt diện tích thì mình phải tính thêm cái tiền diện tích nữa. Cái khu này, còn cái khu này á, là cái khu bán những cái gấu bông. Rồi bán những bê nhỏ nhỏ cho các em bé nữa, nhỏ hơn nữa. Ví dụ như đây, rất là nhỏ ha. Rồi những cái xe như thế này thì nó có lứa tuổi, trên những cái hộp đồ chơi nó có những cái lứa tuổi nữa, nên lúc mua thì các bạn nên xem là có phù hợp với cái con cái của bạn chơi không. Ok, thì cái video của mình tới đây là đã kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của mình, và bữa sau thì mình sẽ làm những cái video như thế này, giới thiệu chi tiết về một khu nào đó để cho các bạn biết thêm về cái những cửa hàng bán đồ ở Mỹ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.